Vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam và chính quyền bang Tây Virginia, Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng. Đây là bản ghi nhớ hợp tác mang tính toàn diện, là nền tảng để tiếp tục tăng cường các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai bên trong dài hạn. Lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ và đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng như nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước. Về phía bang Tây Virginia, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hạ nghị sĩ Carol Miller, Thống đốc bang Tây Virginia Jim Justice và Bộ trưởng Bộ Thương mại Ed Gault. Với việc ký kết biên bản ghi nhớ này, Bộ Công Thương Việt Nam và bang Tây Virginia đã đặt ra mục tiêu xác lập một khung khổ hợp tác toàn diện để thuận lợi hóa các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng, tăng cường chia sẻ thông tin và các cơ hội kinh doanh tiềm năng, hỗ trợ các dự án cũng như hoạt động của các doanh nghiệp hai nước. Bản ghi nhớ hợp tác cũng đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên trong quá trình thực thi, đồng thời thành lập nhóm công tác chung để thúc đẩy các hoạt động hợp tác. Thời gian qua, hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước không ngừng tăng trưởng. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vượt qua mốc 90 tỷ đô la Mỹ, đạt 90,8 tỷ đô la Mỹ và hướng tới con số 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Tính chung trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Hoa Kỳ và Việt Nam cũng tăng trưởng tới hơn 175%. Việt Nam đã cùng Hoa Kỳ xây dựng một kế hoạch hành động với nhiều giải pháp cụ thể, hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước. Trong đó, có việc đẩy mạnh hợp tác với chính quyền liên bang cũng như các bang của Hoa Kỳ.